Đầu tiên là tổng quan nhân tướng học. Một là mắt, tướng mắt. Hai là tướng mũi. Ba là tướng tai. Bốn là tướng miệng. Năm là tướng trán. Sáu là tướng đầu và tóc. Bảy là tướng đi. Tám là tướng nằm. Chín là tướng khuôn mặt. Mười là tướng phú quý giàu sang. Phú trọng là sao ta? 11 là tướng người thọ. 12 là tướng người yêu. 13 là tướng người bần tiện. 14 là tướng người hung ác. 15 là tướng người cô độc. À, ở đây là gọi là tổng quan về nhân tướng học thì mọi người chúng ta sẽ hiểu như sau. À, người ta gọi là nhân tướng học là một cái bộ môn như thế nào? Thứ nhất, nhân là người, à, tướng là hình tướng của chúng ta. Trong hình tướng thì nó có tướng gương mặt, à, tướng gương mặt, tướng đi, tướng nằm, tướng ngồi, à, và học là một bộ môn. Như vậy đây là chính là một cái bộ môn thống kê của phương Đông, nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và đây chính là không phải là một bộ môn mê tín dị đoan, mà đây là một cái bộ môn là quan sát trực tiếp trên hình tướng để đoán biết được cái tâm tướng của người đó và cái vận mệnh cuộc đời của người đó, sướng hay khổ, giàu sang hay nghèo hèn, hung ác hay bần tiện, phú quý hay là phú trọng, người đó yểu hay là sống thọ. Và cái nhân tướng đó nó cho mình biết cái người này làm ăn kinh doanh hay là họ là nhà nghiên cứu, họ là thuộc về cái gọi là cái thiên hướng nghề nghiệp đó là gì, thì mình cũng đoán biết được cái điều đó. Thì đó được gọi là cái bộ môn nhân tướng học. Và cái bộ môn này thì nó ra đời lâu chưa? Thì Quang xin thưa với cả nhà chúng ta là hắn đã ra đời rất là lâu rồi, và hắn ra đời từ cái khu vực phương Đông. Vậy thì thời xưa thì người ta sử dụng cái bộ môn này để làm cái gì? Và ai là người sử dụng cái bộ môn này? Thì ở thời xưa thì như các anh chị hình dung như thế này, ở thời xưa thì cái bộ môn này được gọi là bộ môn tướng pháp, là được sử dụng nhiều ở trong cái triều đình. Và những người triều đình thì họ sử dụng cái bộ môn này để họ chọn quan, họ chọn quan, họ sử dụng quan lại và họ đặt người đúng vị trí. Đối với trong gia đình thì thời xưa bố mẹ người ta cũng rất am hiểu về nhân tướng để người ta chọn dâu, chọn rể, và đối nhân xử thế cho nó phù hợp. Vậy thì ở thời xưa có lịch sử nào ghi lại không về bộ môn này? Thì nếu như các anh chị mà xem trong cái chỗ mà binh thư yếu lược, của người ta gọi là của cái cuốn lịch sử của Việt Nam á, thì nó để lại một cái nội dung, đó là nội dung binh thư yếu lược, thì trong đó nó có cái tướng pháp. Thì nó được ghi trong lịch sử. Thứ hai, nó được thể hiện rất rõ trong cái truyện Kiều của Nguyễn Du. Ví dụ như khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Truyện Kiều là một trong những tác phẩm gọi là kiệt tác thơ văn của nhân loại. Và Nguyễn Du thì được một trong những cái là vinh danh đó là gì? Đó là một trong những cái nhà văn nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Và trong truyện Kiều nó đã phản ánh về nhân tướng học rất rõ ở trong đó. Và đặc biệt đó chính là đối với trong triều đình thì những triều đình nào đã được sử dụng, ví dụ như là Trần Hưng Đạo, ông đã sử dụng tướng pháp để chọn chọn tướng, ví dụ như chọn Phạm Ngũ Lão. Không những chọn Phạm Ngũ Lão làm quan làm tướng, mà còn chọn Phạm Ngũ Lão là trở thành con rể của mình, căn cứ vào hình tướng và nhân tướng. Chứ còn Phạm Ngũ Lão là một cái chàng thanh niên không có gì cả, không tương xứng với là con của không không có tương xứng với con của Trần Hưng Đạo, bởi vì ông không phải là có cái chức danh gì, có nghĩa là giàu có. Như vậy thì đó chính là những cái bằng chứng, những cái minh chứng nó thể hiện rất là rõ ở thời xưa người ta sử dụng tướng pháp xem như là một cái bảo bối. Vậy thì qua đó mình có thể khẳng định một điều rằng là nhân tướng học có phải nó là một bộ môn mê tín không? Không phải, đúng không? Dựa trên tất cả những cái bằng chứng căn cứ đó thì không đúng, không phải. Vậy thì nếu như mà ai nói nhân tướng học là bộ môn mê tín thì đó chính là do cái người sử dụng người ta biến tướng đi. Người ta biến tướng đi thì mới gọi là mê tín. Trong thời nay thì cái nhân tướng học này nó có còn hữu dụng không? Vậy thì Rất hữu dụng, rất hữu dụng. nó hữu dụng như thế nào chị Trâm? Dạ, trong cái nó hữu dụng ở nhiều cái hoàn cảnh, như là mình đang làm việc với một ai đó mà mình nhìn cái sơ qua mà mình có kiến thức
một ít kiến thức hoặc là mình chuyên sâu về cái lĩnh vực đó thì mình có thể hiểu được cái đối tác mình là người như thế nào, mình sẽ sử dụng cái cách tiếp cận của họ nó phù hợp, và từ đó mình cũng có thể là mình làm được cái việc của mình nó như ý, hoặc là họ bản thân người ta mình cũng có thể là mình dùng một cái cách nào đó để mình hướng họ nó phù hợp với ý mình và cùng cùng đạt được cái mục tiêu công việc. Ừ, hay quá. Rồi, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều nha. À, Dạ. trong ngày nay thì do ít người, cái là môn này ít người truyền lại, à, và do vậy cho nên cái môn này nó cũng ít ít dần dần ít phổ biến trong ngày nay. Tuy nhiên với một cái người thầy rất là nổi tiếng hiện nay đó, thầy Trần Việt Quân, chính thầy đã là một trong những người đã khởi sáng và gọi là như là thầy đã lại gọi là để nuôi dưỡng lại cái bộ môn này với nhiều cái khóa học. Và hiện nay thì thế hệ trẻ thanh niên cũng như chúng ta ở đây đã rất là hiểu về cái bộ môn này. Thì trong đó có cả Quang nữa. Thì dựa trên này thì mình sẽ sử dụng cái bộ môn nhân tướng học này để làm cái gì trong thời đại này không? Đầu tiên đó chính là học bất kỳ cái bộ môn nào. Việc đầu tiên chúng ta phải áp dụng cho chính chúng ta và chúng ta phải sửa cho được chính con người chúng ta. Cho nên việc đầu tiên là các anh chị sẽ học cái bộ môn nhân tướng học này, đầu tiên là phải sửa mình. À, sửa mình thì nếu như anh chị nào mà có một vài cái bộ vị xấu thì mình biết sửa tướng, sửa tâm. Và sửa tướng sửa tâm đó chính là bánh xe trước và vận mệnh sẽ thay đổi, đó là bánh xe sau. Nếu như mong cầu mà vận mệnh thay đổi thì việc đầu tiên chúng ta phải hiểu được về nhân tướng và tâm tướng của chúng ta nó ở vô cái trạng thái nào. Thứ hai, sau khi chúng ta sửa chúng ta được rồi, xong xuôi rồi thì việc thứ hai đó là chúng ta xây dựng các mối quan hệ trong gia đình, à, vợ chồng con cái, à, để tránh bớt cãi lộn kình lộn, tránh bớt đi những cái hậu quả, à, ly dị, tránh bớt đi những cái ngày tháng mà cảm thấy rất là mệt mỏi ở. Thay vào đó thì chúng ta vun đắp cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn, và thông qua cái bộ môn này để chúng ta hiểu được cái tâm tướng của mình sao, chồng mình thuộc cái tính cách gì, à, chồng mình làm những cái việc gì, điểm mạnh của chồng mình là cái gì, mình giao tiếp với chồng mình như thế nào đây. Để và thứ ba là trong gia đình làm sao tạo ra một cái vận khí thật là tốt. Thứ hai đó chính là chúng ta sửa con và chúng ta sửa chồng. Nếu chúng ta biết nhân tướng thì chồng chúng ta ví dụ như hàng lông mày mà nó có quá như thế này thì chúng ta cũng biết cách để chúng ta sửa. Chúng ta chỉ sửa khi chúng ta hiểu về nó, còn chúng ta không hiểu về nó làm sao chúng ta sửa được. Và đó là ứng dụng cho con. Ứng dụng cho con thì cũng giống như Quang đây. Quang đã tìm hiểu ngay từ nhỏ và Quang đã ứng dụng trong cái việc mà dựng vợ mối quan hệ. Đặc biệt các anh chị làm ăn thì chúng ta phải biết đường mà chọn đối tác, giao tiếp với khách hàng hiệu quả. Đặc biệt đó là trong cái nhân tướng học, người ta sử dụng một cái việc quan sát trực quan rất là tốt. Mình chỉ cần nhìn cái người đó sau 1-2 phút là mình biết được mình giao tiếp như thế nào là hiệu quả. À, để mà xây dựng các mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp hơn. Muốn bán hàng giỏi, à, muốn mà nói khách hàng họ yêu quý thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Rất là rõ về nắm bắt tâm lý. Mà một trong những cái công cụ bộ môn mà giúp cho chúng ta nắm bắt tâm lý đó chính là nhân tướng học. Quản lý nhân viên, đặc biệt đó là chúng ta tránh nhầm người. Tránh nhầm người. Vậy thì với những cái giá trị như thế này thì thiên anh chị nó có mang lại giá trị cho mình nhiều không? Nhiều. Nó rất là nhiều đúng không? Đó, như vậy thì bởi vì chúng ta đang làm việc với con người, cho nên để mà làm việc với con người thì chắc chắn chúng ta phải hiểu về con người rất là rõ. Mà để hiểu được con người thì đây là một cái bộ môn để giúp cho chúng ta hiểu rõ về con người. Từ đó chúng ta rất là nhẹ nhàng trong cái việc xây dựng các mối quan hệ. Với ai biết chứ, đối với Quang thì Quang nhìn người nào Quang cũng thấy dễ dàng hết. À, lý do bởi vì mình hiểu được họ, cho nên mình giao tiếp, mình làm bất cứ một cái việc gì cũng dễ hết trơn á. Các anh chị mà giáo viên á, trong chúng ta cũng nhìn học sinh mà chúng ta cũng rất là dễ dàng trong cái việc mà dạy học sinh, quản lý học sinh. Thì tướng sẽ thế đó. Tướng là tùy theo tâm biến hóa mà biến hóa theo, cũng gọi là cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm sinh. Do vậy coi tâm là nhân của tướng, tướng là quả của tâm.
Dạ rồi, như vậy là với cái dòng chữ này thì mọi người chúng ta cũng đã hiểu được cái ý này không? Mình tưởng tượng như thế này. Mình cứ hình dung mình tưởng tượng như thế này nha. Có ba câu mà chúng ta hay học về nhân tướng học, chúng ta hay nói rất là nhiều. Vậy thì việc đầu tiên khi mà chúng ta tìm hiểu về bộ môn nhân tướng học thì chắc chắn việc đầu tiên chúng ta sẽ hiểu được nội hàm của ba câu này nói về cái gì, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta hiểu được cái môn nhân tướng học nó có cái giá trị như thế nào. Thứ nhất là tướng tùy tâm sinh, à, cái này ai cũng biết cả, bởi vì cái tâm như cái tướng con người chúng ta á, nó được biểu hiện ra bên ngoài á, là do cái tâm của chúng ta nó sinh ra. Thứ hai là tâm phản ánh tướng, à, ngược lại nhìn bên ngoài cái tướng như thế nào là nó ngược lại, nó phản ánh cái tâm. Ví dụ nhìn vô người là hung ác, phản ánh là cái tâm cô này là hung ác. Nhìn vô khuôn mặt rất là thiện lương thì phản ánh được rằng là cái tướng cô này thiện lương, phản ánh cái tâm của cô này là thiện lương. À, tuy nhiên câu cuối cùng các anh chị phải để ý, tâm tùy cảnh mà biến, cho nên câu này mới là câu chốt hạ, câu quan trọng nhất. À, cái tâm tùy cảnh mà biến. Nói ví dụ như thế này, một người người ta rất là hiền lành, cái tâm của họ rất là hiền lành, nhưng mà họ được sống trong một cái ngôi nhà, đó là ví dụ hai vợ chồng người đó là rất là độc ác, và hàng ngày ví dụ như họ kinh doanh quán bar chẳng hạn như vậy, thì cho dù cái người này họ có hiền lành thì hàng ngày họ tiếp xúc liên tục với những cái môi trường quán bar như vậy, thì theo như mọi người một cái đứa trẻ như vậy có dễ bị ảnh hưởng không? Có. Đó, đúng rồi. Như vậy cho nên là mặc dù bản chất của nó rất là thiện lương, nhưng mà cái cảnh ở đây á, cái cảnh ở đây là cái môi trường á, nó gì? À, nó không được tốt. À, liên tục tiếp xúc với nhiều người xấu thì nó dễ bị ảnh hưởng. Do vậy cho mình mới gọi là tâm tùy cảnh mà biến. Như vậy cuối cùng ở đây thì mình sẽ chốt lại là môi trường nó sẽ tác động đến tâm của mình như thế nào, rất là lớn. Như vậy thì môi trường như thế nào thì dễ bị ảnh hưởng con người đó như thế. Thế đó, theo như các anh chị thì giai đoạn nào chúng ta dễ bị ảnh hưởng nhất? Từ nhỏ Giai đoạn nào? Giai đoạn hồi lúc lúc bé đúng từ không? nhỏ Đúng rồi, giai đoạn tuổi con. Cho nên đến đây thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng đó là ở cái môi trường giáo dục như thế nào thì trẻ con sẽ hình thành lên nhân cách và tính cách và tâm tính như thế đó. Vậy thì cái môi trường chúng ta đang sống và chúng ta đang ở xung quanh trong gia đình, bà con lối xóm, trường học và những cái nơi mà trẻ con nó tiếp xúc, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều và rất lớn đến hình thành lên nhân cách và phát triển của một đứa trẻ. À, vậy thì các anh chị muốn dạy một đứa trẻ nó như thế nào thì chúng ta phải quan tâm đến môi trường, để ý đến môi trường, trong đó có môi trường của cả gia đình, cha mẹ, à, rất là lớn. Và kể cả chồng ta cũng thế, có nhiều người chồng là suốt ngày ăn đi nhậu hoặc là thế này thế kia thì mình phải để ý tới cái môi trường.